Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xnet Việt Nam, xnet.net.vn. Trong clip này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn mở tài khoản Rin trên nền tảng MetaTrader 4 của Xnet trên điện thoại. Với những cái thao tác mở tài khoản ở trên điện thoại như thế này thì các bạn có thể mở tài khoản rất là dễ dàng và có thể thực hiện ở bất kỳ đâu. Không nhất thiết là chúng ta phải bật máy tính lên thì chúng ta mới mở được các cái tài khoản để chúng ta giao dịch các bạn nhé. Nếu bạn là người mới đến với kênh thì bạn hãy bấm vào cái nút đăng ký và bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể nhận được những video hướng dẫn mới nhất về Xnet bằng tiếng Việt. Nếu có thắc mắc nào cần giải đáp thì bạn để lại bình luận bên dưới video này. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn về Xnet. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Xnet và các thông tin update mới nhất về Xnet chúng tôi để dưới mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể tìm đến trang xnet.net.vn. Trên đây bạn có thể tìm thấy tất cả những cái thông tin và hướng dẫn sử dụng về Xnet tại Việt Nam. Để tạo tài khoản Rin trên nền tảng MetaTrader 4 của Xnet ở điện thoại thì các bạn tải giúp tôi cái ứng dụng Xnet Trader vào điện thoại của các bạn nhé. Về cái thao tác tải ứng dụng Xnet Trader cũng như là hướng dẫn cơ bản cách sử dụng cái ứng dụng Xnet Trader này thì các bạn có thể tham khảo thêm cái video hướng dẫn sử dụng Xnet Trader mà team có đăng ở trên kênh nhé. Ở đây các bạn mở giúp tôi cái Xnet Trader. Khi mới đăng nhập vào ứng dụng Xnet Trader thì chúng ta sẽ ở trong cái tab đầu tiên, cái tab có cái biểu tượng hình ngôi nhà ở phía dưới bên trái đấy ạ. Đó là cái tab Home các bạn nhé. Để mở tài khoản thực trên nền tảng MetaTrader 4 của Xnet thì các bạn bấm giúp tôi vào cái mũi tên bên cạnh cái chữ tài khoản thực ở phía trên của màn hình điện thoại các bạn nhé. Khi bấm vào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bảng thông tin các cái tài khoản ở phía dưới đây. Với cái tài khoản Xnet của tôi mà tôi đang đăng nhập ở đây ấy, thì tôi có 4 cái tài khoản thực này. 4 cái tài khoản thử nghiệm, có cái tài khoản đối tác và ví tiền kỹ thuật số. Để tạo mới tài khoản Rin MetaTrader 4 thì các bạn bấm giúp tôi vào tạo một tài khoản mới này. Các bạn muốn tạo tài khoản thực thì các bạn bấm vào phần tạo tài khoản thực nhé. Các bạn bấm vào cái mũi tên hướng sang phải đó. Bước tiếp theo các bạn chọn giúp tôi cái nền tảng. Ở đây chúng ta hướng đến sử dụng nền tảng MetaTrader 4 cho nên các bạn sẽ chọn giúp tôi vào MetaTrader 4 này. Các bạn thấy là trong cái phần phía dưới này thì Xnet nó cho phép chúng ta mở 5 cái loại tài khoản khác nhau các bạn nhé. Tài khoản Standard Send này, tài khoản Standard, tài khoản Pro, tài khoản Zero và tài khoản Raw Split. Đó. Thì các cái thông tin cơ bản của các cái loại tài khoản này thì nó sẽ hiện ngay ở phía dưới tên của các cái loại tài khoản. Các bạn muốn mở loại tài khoản nào thì các bạn sẽ kích chọn vào cái tài khoản đó các bạn nhé. Ví dụ ở đây tôi sẽ mở cái tài khoản Pro chẳng hạn. Đấy, tôi sẽ chọn vào cái tài khoản Pro này các bạn này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn các cái thiết lập tài khoản. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái đơn vị tiền tệ. Mặc định ở đây nó đang để là đô la. Các bạn cũng có thể chuyển sang cái loại tiền khác bằng cách là bấm vào cái mũi tên hướng sang bên phải cạnh cái chữ đô la đó. Đấy, thì nó có nhiều những cái loại tiền khác nhau như thế này. Tuy nhiên ở đây, thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái loại tiền đô thì chúng ta cứ để là tiền đô ở đây thôi. Bước tiếp theo các bạn chọn đòn bẩy. Các bạn bấm vào cái mũi tên hướng sang phải. Ở đây các bạn thấy chúng ta có thể tạo cái tài khoản đến đòn bẩy không giới hạn này, hoặc là đòn bẩy 1/2000, vân vân, cho đến những cái đòn bẩy thấp hơn, ví dụ 1/2. Đó thì các bạn thấy này, tài khoản từ 1/2 đến 1/20 thì nó ghi chú ở đây là rủi ro thấp, rồi tiếp theo đến các cái tài khoản rủi ro trung bình, rồi những cái tài khoản rủi ro cao. Nó tính rủi ro như thế này thì dựa trên cái gì ạ? Các bạn lưu ý là nếu như các bạn lựa chọn cái đòn bẩy càng cao, ví dụ 1/1000, 1/2000, vân vân, thì với một cái tài khoản nhỏ các bạn có thể giao dịch với một cái khối lượng giao dịch lớn các bạn nhé. Và khi các bạn giao dịch với một cái khối lượng giao dịch lớn như thế thì chẳng may giá nó đi ngược cái xu hướng mà các bạn phân tích thì rất là nhanh chóng các bạn có thể bị cháy tài khoản đó. Cho nên nó mới gọi những cái dạng đòn bẩy cao như thế là đòn bẩy có cái rủi ro cao. Thế còn với những cái tài khoản có cái đòn bẩy thấp, ví dụ như là 1/2 hoặc là 1/10, 1/20, thì với một cái tài khoản nhỏ các bạn chỉ có thể vào với những cái khối lượng giao dịch nhỏ mà thôi. Bởi vì cái số tiền ký quỹ của các bạn lúc đó nó sẽ bị tăng lên mà. Cho nên là gì ạ? Khi giá nó đi ngược cái xu hướng mà các bạn phân tích thì cái số tiền mà các bạn mất nó cũng không nhiều. Đó, nó sẽ có cái sự an toàn hơn cho cái tài khoản của các bạn, được chưa ạ? Đó. Thế thì cái việc chọn đòn bẩy này nó cũng tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của từng người, cũng như là tùy thuộc vào cái khả năng kinh nghiệm giao dịch của từng người.
Thông thường ấy thì chúng ta cũng chọn cái đòn bẩy ở cái mức độ vừa phải thôi. Đó, các bạn có thể chọn từ 1 trên 200 trở xuống. Cũng tùy từng bạn nhé. Có bạn thì sẽ chọn cái đòn bẩy cao hơn. Ở đây tôi sẽ mở cái tài khoản với đòn bẩy là 1 trên 100 chẳng hạn. Đó, tôi tích vào 1 trên 100 nhé. Bước tiếp theo các bạn đặt tên cho tài khoản. Ví dụ ở đây tôi sẽ đặt tên cho cái tài khoản này đó là tài khoản 1. Sau khi đặt tên cho tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Đến cái bước này thì chúng ta sẽ cần phải nhập mật khẩu giao dịch. Các bạn lưu ý cái mật khẩu giao dịch này nó sẽ phải thỏa mãn những cái điều kiện nhất định. Nó ghi rất là cụ thể ở đây này. Mật khẩu của bạn phải chứa từ 8 đến 15 ký tự và phải bao gồm cả số, chữ cái tiếng Anh, viết thường và viết hoa. Các bạn lưu ý là cái mật khẩu này thì các bạn cần phải nhớ nhé. Có nó thì chúng ta mới đăng nhập được vào các cái nền tảng giao dịch. Đó, cụ thể là nền tảng MetaTrader 4. Sau khi đặt mật khẩu rồi thì chúng ta sẽ bấm vào OK. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo tài khoản xong các bạn nhé. XDesk nó có cái thông báo tạo tài khoản như thế này. Và cái phần này thì các bạn cũng cần phải nhớ cái tên máy chủ của cái tài khoản này. Khi đăng nhập vào MetaTrader 4 thì chúng ta sẽ cần 3 thứ. Một là số tài khoản, tức là cái số 14298722 đây này. Đó. Cái thứ hai đó là mật khẩu và cái thứ ba đó là máy chủ. Đến đây thì các bạn có thể nạp tiền vào cái tài khoản này và tiến hành giao dịch được rồi. Các cái thao tác cụ thể để có thể tiến hành giao dịch với một cái tài khoản MetaTrader 4 thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái video khác ở trên kênh. Tôi sẽ bấm vào xem danh sách tài khoản để xem những cái tài khoản mà chúng ta đã có. Đấy, các bạn thấy cái tài khoản thực mà chúng ta vừa mới tạo thì nó hiện ở đây rồi. MT4 tài khoản 1 14298722 đúng không ạ? Tài sản hiện ở đây là 0 đồng các bạn nhé. Đó, như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn các cái thao tác để chúng ta có thể mở một cái tài khoản RIN trên nền tảng MetaTrader 4 của Xnet ở trên điện thoại. Hy vọng là những cái thông tin mà tôi cung cấp thì nó hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên cho video một like cũng như là bấm vào cái nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất khi mà kênh phát hành. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.